Ở đâu có tổ chức hội, ở đó có phong trào cựu chiến binh. Thực hiện phương châm đó, ngay từ đầu năm đến nay, các cấp hội cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng đã đẩy mạnh công tác phát triển cựu chiến binh dưới cơ sở, qua đó thu hút, tập hợp hội viên, lan tỏa hiệu quả các phong trào thi đua của cựu chiến binh. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV. Hiện nay, toàn thành phố có 6 hợp tác xã, 20 tổ hợp tác, 42 trang trại, gia trại, 903 hộ kinh doanh dịch vụ và 195 câu lạc bộ môi trường do cựu chiến binh làm chủ. Qua việc xây dựng mạng lưới các mô hình câu lạc bộ cựu chiến binh chặt chẽ, đã tạo điều kiện tập hợp thu hút hội viên cựu chiến binh, góp phần củng cố tổ chức hội dưới cơ sở. Mới đây, Hội cựu chiến binh thành phố tiếp tục vận động thành lập các câu lạc bộ nữ cựu chiến binh tại các quận huyện, cũng với mục tiêu như vậy. Không phải riêng quận Cẩm Lệ và các đơn vị khác mong muốn là cái điều quan trọng là sau khi thành lập rồi thì phải nâng cao cái chất lượng hoạt động của hội của câu lạc bộ nữ này để làm sao đó nó thực sự có ý nghĩa và đi vào thực chất chứ để nó góp phần là nâng cao cái vị thế của nữ cựu chiến binh trên địa bàn quận cũng như trên địa bàn của thành phố. Thành lập câu lạc bộ chính là cái phương thức để tập hợp kết nạp cựu chiến binh tham gia hội cựu chiến binh. Và cũng là cái điều kiện, cái sân chơi để chị em có điều kiện là gặp gỡ, giao lưu, tổ chức các hoạt động thiết thực phù hợp với lại đối tượng này. Việc phát triển các mô hình cựu chiến binh dưới cơ sở không chỉ giải quyết việc làm cho hàng nghìn lượt lao động, mà còn giúp lan tỏa hiệu quả các phong trào thi đua cựu chiến binh. Trong đó, riêng phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đã góp phần xóa 466 hộ cựu chiến binh nghèo, giảm 381 hộ cận nghèo. Đây cũng là những nội dung mà lãnh đạo thành phố chỉ đạo định hướng cho công tác cựu chiến binh thời gian qua. Đề nghị hội đẩy mạnh các phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu gắn với vận động cựu chiến binh thực hiện các cái chương trình của thành phố, nhất là các cái chương trình 503 có 4 an và các cái nhiệm vụ khác, đặc biệt là nhiệm vụ giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, rồi cựu chiến binh làm kinh tế giỏi. Cái thông tin chính sách của thành phố dành cho những chương trình này gần như là chưa đến được với người dân, chưa đến được với đối tượng cần thụ hưởng. Rồi cho nên tôi cũng đề nghị là Hội cựu chiến binh với trách nhiệm là một cái cơ quan trong hệ thống chính trị cũng tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn thông tin cho cán bộ hội viên của mình ở cơ sở để tham gia những chương trình, những chính sách hỗ trợ của thành phố. Với bất kỳ hội đoàn thể nào, các phong trào thi đua chỉ thật sự lan tỏa nhanh chóng khi nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các hội viên. Đặc biệt, khi công tác hội cựu chiến binh ngày càng hướng mạnh về các quận huyện xã phường, thì yêu cầu phát triển đội ngũ cựu chiến binh dưới cơ sở ngày càng cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.